Hello, xin chào các anh chị các bạn. Hôm nay rất là vui được đứng kế bên anh Long, chủ tiệm nail của Posh Nail Spa, rất là nổi tiếng, một trong những tiệm lớn nhất ở Snellville của mình, đúng không? Thank you. Yeah. Thì xin hỏi anh Long, trước tiên thì anh Long giới thiệu sơ qua về mình đi ha. Giới thiệu với quý vị, tôi tên là Long, tôi là chủ của tiệm Posh Nail. Hôm nay rất là cảm ơn First Merchant đã đến đây thăm và cũng có một vài đoạn video để mà quay quảng cáo đến cho quý vị đó. Cảm ơn anh Tân. Cảm ơn anh Long. Thì cho anh biết cái tiệm mình được bao lâu rồi? Dạ, thưa anh, tiệm tôi thì được khoảng 8 năm rồi anh. 8 năm rồi. Dạ. Hiện tại mình là có bao nhiêu thợ và tiệm mình, em thấy trong này là rất là rộng, rất là thoáng, rất là thoải mái. Thì anh có thể chia sẻ thêm. Tiệm mình thì bình thường thì cũng 30, nhưng cuối tuần 35, 38 gì đó. Wow. Dạ. Dạ. Thì em thấy ở đây mình có serve rượu bia đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Thì theo em biết là sau khi mà mình đi làm về rất là mệt mỏi, mình vào đây mình dùng, mình làm cái service mà mình hưởng thụ một cái ly rượu, ly bia, em thấy là rất là tuyệt vời ha. Đúng rồi. Dạ. Thì đặc biệt anh cũng chia sẻ là tiệm mình là có cái license ban đầu đúng không? Dạ đúng, đúng. Đặc biệt rượu phải có cái license mới được. Dạ rất là đặc biệt, Posh Nail Bar này là chuyên và cũng có những cái license để mình phục vụ cho khách hàng của mình. Thì sau khi một ngày mà làm việc mệt mỏi á, thì khách hàng mình đến đây mình thưởng thức một cái ly rượu, một ly champagne, một ly red wine thật là tuyệt vời. Ok. Đúng rồi. Thì anh Long có thể chia sẻ làm cách nào mà mình quản lý được một tiệm trên 30 thợ như thế này và 40 thợ như thế này? Thì thật ra cũng chẳng hay ho gì. Yeah. Nhưng mà phải nói là trước tiên thì phải nói cảm ơn cái hệ thống quản lý của bên First Merchant. Yeah. Đồng thời là cũng có nhiều cái cách để mà quảng bá cho được mọi người biết đó. Yeah. Đó là cái may mắn. Yeah. Thứ hai nữa thì mình nhờ có một cái đội ngũ thợ thì cũng chính tốt lắm, rất là hiền lành và đàng hoàng. Yeah. Nhẹ nhàng. Yeah. Đối xử với nhau giống như trong gia đình vậy. Chính xác. Còn ngoài ra thì trong vấn đề mà kinh doanh làm ăn thì nhiều khi thì thôi mình nhường khách một chút. Yeah. Hay mình nhường thợ một chút xíu. Yeah. Để cho nó vui vẻ thì đó cũng là cách của mình thôi, cũng giống như mọi người thôi. Và đặc biệt thứ nhất em hiểu là mình cũng có một cái policy đúng không? Yeah. Một cái policy rất là quan trọng, có nghĩa là mình sẽ có một cái system. Vâng, đúng rồi. Đúng rồi. Nhân đây thì mình cũng có một vài lời. Ví dụ như mà các anh chị mà thợ đó, mà nhất là thợ làm bột, thì tụi mình ở đây thì đặc biệt thì khách design rất là nhiều. Yeah. Và hiện nay thì cái lượng cũng nhờ cái quảng cáo của bên First Merchant, cho nên là cái lượng khách của mình vào rất đông. Yeah. Cho nên tụi mình cũng rất là cần thợ, mà nhất là những người thợ giỏi và có tâm. Yeah. Thì mình nghĩ rằng là các anh chị cứ liên hệ với tôi đi. Thì chắc chắn là các anh chị sẽ hài lòng. Số 678-571-1401 anh Long. Dạ, tôi tên là Long. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Thì các anh chị nào mà đang ở những cái vùng lân cận Snellville, Loganville mình gần ở đây. Đúng. Thì giỏi về design làm bột thì xin điện cho anh Long hoặc là Posh Nail Bar thì để mình có thay đổi những cái môi trường mới mẻ hơn và thân thiện hơn và tốt đẹp hơn. Đúng. Thì cảm ơn anh Long. Thì hôm nay công ty First Merchant cũng rất là vui đến đây để mình service những cái hệ thống máy Pure System và làm những cái video marketing để giúp cho khách hàng của mình làm thế nào mà quản lý một cái tiệm lớn như thế này trên 30-40 thợ một cách là nhanh, gọn và lẹ. Thì một lần nữa cảm ơn anh Long. Dạ, yeah, cảm ơn anh Tân. Các anh chị nào mà muốn biết thêm chi tiết về hệ thống máy Pure System thì để cho công ty First Merchant hoặc là cho Tân 855-505-6789. Xin cảm ơn. Dạ, yeah, ok. Thank you.